Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh bán hàng chợ Nhật Bản. Thì hôm nay tiếp theo mình lên một ít hàng nha. Thì gồm có bonsai, có đồ cơ khí, có đồ dụng cụ. Đấy, rồi thì như một khi xin nhắc lại với anh em để hình thức mua bán cho nó dễ dàng. Đó thì tất cả anh em mua hàng vui lòng kiểm tra kỹ trên tiêu đề clip, mình để mã số đó còn hay hết. Nếu còn thì anh em vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin. Nhanh nhất là anh em có thể điện thoại. Rồi, còn chậm thì anh em có thể nhắn tin. Rồi thì mua bán thì nó có hai hình thức, một là ship code và hai là chuyển khoản nha. Chuyển khoản thì bên mình sẽ hỗ trợ bao ship cho, còn ship code thì anh em vui lòng chịu phí ship với tầm khoảng 20-25 nghìn gì đó. Rồi thì đầu tiên mình lên bonsai đi ha. Cây đầu tiên, mã số 1. Mã số 1 ngày hôm nay thì mình lên một cây kéo cất cành ARS, hàng còn rất là mới, 19.5 cm. Đó, 19.5 cm ha. Đó, cây này thì hình thức gần như nó còn mới, khá là mới luôn, gần như nó chưa sạc. Lưỡi nó dính dầu. Đó, mã số 1 ha. Cái kéo này là của Make in Japan. Đó, anh em nhìn thấy không? Của Make in Japan nha. Đó, ngoại hình thì nó ok. Rồi, mã số 1 400. Rồi, tiếp theo lên mã số 2 nha. Mã số 2. Mã số 2 thì đây là một cái kéo cắt cành dài khoảng 20 hơn một tí xíu. Đó, nó dài khoảng 20 hơn một tí xíu. Rồi, thì cái này chữ nằm đây ha. Đó, chữ nằm đây. Thấy không? Đó, tán đồng nha. Cái này thì chốt bằng da. Đó, anh em thấy không? Cắt ngọt ngào nha. Rồi cái này thì bán giá là 350 nha, mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3, 370. Đó, cây này còn ok, lưỡi còn đủ nha. Khoảng 20 cm. Đó, mã số 3. Chữ nè ha, chữ nè. Chữ hai mặt tán đồng. Rồi. 370 ha, mã số 3. Tiếp theo mã số 4, 400. Đây là một cây kéo cắt cành thủ công của Nhật. Đó, tổng chiều dài khoảng 21 cm. Đó. Ngoại hình thì nói chung ở bên ngoài nhìn nó hơi đen một tí xíu thôi, nhưng mà nó cứ một nơi tán đồng của nó rất đặc biệt ha. Nó có 3 chấu này. Rồi, mã số 4, 400. Mã số 4, 400 nha. Mã số 5. Mã số 5, đây là một cây kéo cắt cành, cái kiểu dáng của nó, cái thế nó hơi gù một tí xíu. Tổng chiều dài khoảng 20.7 á. Đó, thế nó hơi gù ha. Nhưng mà tình trạng cái này thì anh em nhìn thấy không? Lưỡi còn rất đẹp. Lưỡi mới nguyên. Đó, tổng quan cái kéo này thì nhìn khá ok đó nha. Đó, anh em nhìn thấy không? Cái thế của nó hơi hơi khác ha. Thế nó hơi khác, nó hơi gù xuống một tí xíu. Để cho anh em cầm thì nói chung là cái thao tác của nó cũng khá là ok. Hơi dính dầu, lưỡi nó hơi dính dầu một tí xíu ha. Đó, cắt bén bình thường. Rồi, mã số 5, 600. Mã số 5, 600 nha. Đó, tán đồng rồi thôi. Mã số 5, 600. Rồi, mã số 6. 64.3, đó là một cái kéo cắt cành. À, cái này nó lò xo nó mất tiêu rồi. Cái lò xo nó để mình bỏ sau nha. Lò xo cái kiểu nó lò xo như thế này nè. Tại nó bị mình để quên bên kia rồi. Thì để mình lấy cho anh em. Nói chung là cái này thì cắt lưỡi của nó thì anh em nhìn thấy nó phun ra tới ngoài luôn. Đó, tình trạng của nó thì đẹp. Đó. Đó, cắt giấy vô tư ha. Đó, thì cây này dài khoảng 20.5 cm. Đó, cây này để mình thêm cái lò xo cho anh em ha. Chữ nằm hai mặt. Đó. Rồi, cây này mã số 6, 403. Nên mình lên mã số 7 ha. Mã số 7 đây là một cái kéo tỉa đa năng. Cây này thì dài khoảng cây này dài khoảng 19.5 cm nha. 19.5 cm.
Đó, tình trạng của nó thì anh em nhìn bên ngoài cũng còn nhìn ok lắm nha, còn đẹp lắm. Đó. Thủ công của Nhật. Cái kéo tỉa đa năng. Đó, anh em nhìn thấy không? Bán nguyên ha. Rồi, mã số 7. Anh em là mua, nhắn tin để hỏi giá nha. Mã số 8. Mã số 8 cây này thì lưỡi của nó thì nói chung cũng hơi mòn tí xíu, nhưng mà nói chung không cũng còn ok nha. Đó, mình bóp hết tay cho nè, bóp hết tay mà nó lưỡi nó tới đây nha, lưỡi nó tới đây đó. Nói chung là như đây anh em xài cũng còn ok đó. 330, mã số 8 nha. Đó, chữ nữa nè, chữ nè, chữ hai chỗ ha, khắc rất là sâu. Tổng chiều dài khoảng 21 cm. Đó, 21 cm. Đó, thấy không? Cắt bén nguyên nha. Rồi, mã số 8, 330. Mã số 9. Đây là một cái kéo cắt cành của hãng của hiệu Onco, dài 21 cm nha, hơn xíu. Rồi, cái này thì tình trạng bên ngoài anh em nhìn thấy đây. Đó, logo hiệu Onco trên con ốc này luôn này. Đó, thép của nó là sử dụng thép kháng rỉ nha. Cái này tại vì ốc mình chưa có siết nó vô cho nên nó hơi hở xíu, mình cắt nó đôi khi nó không có được ăn lắm, nó không được bám lắm. Cái này phải siết con ốc này lại, tại vì lúc mình vệ sinh xong mình cũng chưa có đưa nó vô cho nó sát cái lưỡi được. Chứ còn cái này thì nói chung là cắt giấy là bao cắt giấy hết nha. Đó. Rồi, cái này bán mã số 9 nha. Mã số 9, 207 ha. Mã số 9 ha. Rồi tiếp theo mình lên mã số 10 ha. Đây là cái bộ nè. Bộ này dài khoảng 27.5 cm. Cữ của nó thì nó còn. Cữ nó anh em nhìn thấy ha. Rồi, nó còn nè. Mà cái cây này thôi mình bán mù cho anh em thôi. Đó, tại vì nó bị bể hết bên đây miếng nè. Thấy không? Nó bị bể hết bên đây miếng nè. Đó, mình bán mù cho anh em về tự sửa nha. Cây này thì nói chung là hình thức mình là đẹp lắm, nhưng mà chỉ tội có một cái là bị bể cái này thôi. Đó. Size cũng khá là dài. À, rồi số 10 nha. 330, đó một cây bộ. Bộ này mình đo cái miệng nó để cho anh em dễ hình dung ha. Miệng của nó là 2 cm mà nó mẻ vô nó khoảng còn 1/6. 1,6 cm nha. Rồi mã số 10 rồi, 330. Tiếp theo mình qua kéo ha. Mã số 11 nè. Cây này đó là một cây thép giấy xanh của thép giấy xanh Yasugi của hãng Hitachi thép á ha. Tổng chiều dài là 18.5 cm. Chung mấy cái này thì mình mài cắt giấy là vô tư. Mấy cây này thép zin đó anh em. Đó, thép giấy xanh của Hitachi. Cái này thì đó anh em nhìn thấy bề mặt của nó là dạng những dạng phân xước ha, trên bề mặt là dạng phân xước đó, rất là bén ha. Đó, 270.000. mã số 11 nha. Đó, mã số 11 là 270.000. Tiếp theo mình lên mã số 12 thì cũng lên kéo bướm luôn. Cái cây này lâu quá mình không có vô nhớt cho nó này. Ui. Mấy cây này hàng nó còn mới lắm anh em, tại vì lâu quá mình chưa có vô nhớt tại cho nó. Cái này thì chắc cách giấy cũng vô tư thôi đó, tại nó hơi rít tí xíu, mình lâu quá mình chưa có vô dầu cho nó. Mã số 12 thì cái cây này nó dài khoảng 17 cm nha. Đó, cái này khoảng 220.000.
Đó, mã số 12 nha. Cái này tình trạng nó còn mới nguyên cái lớp thép zin của nó, anh em nhìn thấy mày mặt lưỡi này, đó là những cái đường đường vân xước đó. Nó còn nhiều ha. Cái này để nó mình cũng không vô nhớt, thành thử ra là nhìn nó hơi dơ tí xíu thôi. Cái này để mình vệ sinh lại để sẽ đẹp lại ha. 220 mã số. Mã số 12 nha. Rồi tiếp theo mình lên mã số 13. 13 là một cây kéo cũng thủ công của Nhật. 250 ha. Cây này thì nó không có chữ nhưng mà tình trạng của nó còn mới ha. Thép của nó là thép hai lớp luôn. Đó, thép của nó là hai lớp nha. Đó, cái lưỡi của nó dài. Dài. Cây này dài khoảng 18.5 cm hơn tí xíu ạ. Ha, hơn tí xíu. Đó, cây này tình trạng lưỡi của nó là ok. Mài vén hết rồi nha. Mã số 13 250. Rồi, mã số 14 nè. Nay mình lên đa phần mấy cái kéo này còn kéo thủ công của Nhật thép nó cũng khá là tốt không. Nó cắt giấy là ngọt ngào hết nha. Cái này thì tổng chiều dài là khoảng 18.5 cm. Chữ nằm bên đây ha. Chữ nằm bên đây. Đó. Rồi, cái này thì mã số của nó là mã số 14 nha. 14 14-230 nha. Đó, 14-230. 15 15-250 ha. Đó, cây này thì cây này hình như là nó có nhầm vô cái cây thép với thép trắng mà mình không biết. Nhìn nó cũng sạch sẽ. Cây này thì tán mình có thể tháo được ha. Cái cây này ốc rời tháo được để mài luôn ha. Đó, chữ nằm bên đây ha. Chữ nằm bên đây. Đó, mình cũng đã vệ sinh mài bén hết cho anh em rồi. Rồi mã số 15 250 nha. Cây này dài khoảng 18.5. Tiếp theo mình lên mã số 16. Đó, 16 thì cây này cũng là thủ công ha, hai lớp thép, ốc tháo rời được. Đó, chữ nằm ở bên đây ha. Mấy cái này quên vô nhớt thì thử ra là nó. Rồi mã số 16 250 nha. Cây này thì nó dài khoảng 19 cm. Đó, mã số 16 nha. Tiếp theo mình lên mã số 17. 17. 17 thì cái cây này á là đây. Thép giấy xanh luôn đó nha. Cây này cũng là thép giấy xanh luôn. Đó, cây này thì đây. Thép giấy xanh Yasugi nha. Cây này thì mình mài nó không phải giấy trắng mà là giấy xanh. Đó, nó cũng giống như cái cây hồi nãy rồi. Nó tình trạng nó cũng giống vậy đó. Thép giấy xanh Hitachi, thép giấy xanh Yasugi của Hitachi. Cái cây này thì nó không có chữ, nếu mà có chữ xanh dập lên nó thì mình bán giá nó cao hơn ha. Tùy 250 ha. Mã số 17. 18 cm nha, dài. Tổng chiều dài 18 cm, mã số 17 ha. Số 18 nè. 18 thì cái này 250 ha. Đó, cái này size thép giấy trắng số 2 cũng của thép giấy trắng số 2 cũng của hãng Hitachi luôn. Đó, cái này thì nó dài khoảng 18 cm luôn. Cái này dài 18 cm luôn nha. Đó, 250 luôn. Nói chung là mấy cái dòng thép của Hitachi thì nói chung là mấy cái giá cái đó thì nó xài anh em xài nó cũng rất là ok. Đó, 18-250 ha. 18-250. 19. 19 cây này xịn rồi anh em, cây này thép giấy xanh. Đó.
cây này thép chí xanh, tán đồng, chốt đồng, ốc đồng luôn ha. Và có thể tháo rời luôn. Cây này tình trạng của nó rất mới. Tổng chiều dài khoảng 20 cm nha. Tổng chiều dài khoảng 20 cm. Cây này thì đó, nhìn thấy không? Mới tinh. Cái này thì mã số 19 nha. Đó, 19 450 nha. Cái này thép giấy xanh đó. Nó không có dập thôi nhưng mà nó là thép giấy xanh nha. Nó ốc đồng ảnh hoa luôn, rất là xịn cái này. 19 450 nha. 20 á, cây này thì thép thủ công của Nhật, hàng thủ công của Nhật ha. Cây này dài khoảng 18.5, gần 18.5 đấy. Cây này thì đó, cây này thì 230.000 ha, 230.000 cũng là hàng thủ công của Nhật luôn. Tổng chiều dài khoảng 18 cm. Đó, chữ này. 230.000, mã số 20. Tiếp theo mình lên mã số 21. 21 thì lên kéo tỉa đi ha. 21 lên kéo tỉa. Tổng chiều dài khoảng 19 cm. 21 ha. Đó, cây này thì bán giá 170.000. Đó, cây này thì cái dáng của nó hơi tỉa, hơi cong ha. Nó tỉa nó hơi cong nhưng mà tình trạng cái này thì còn mới nguyên. Đó. Cái này để cho anh em tỉa mấy cái bonsai mà dạng như là nhánh nhỏ, lá nhỏ đó ha. Rồi cái này giá 170 ha, mã số 21. Còn đây cái 22 đi ha. Cái cá bướm đó nè. Cây này là cây thép trắng nha, thép phun rỉ, thép kháng rỉ đó. Đó, cây này cũng là hàng của Nhật. Đó, logo này thép trắng hoàn toàn nha, thép trắng hoàn toàn, thép trắng thì anh em xài nó dễ bảo quản, nó không có bị rỉ. Đó. Rồi cây này bán 330 nha, mã số 22. Cây này thì nó dài khoảng 17 cm. Mấy cái dòng thép kéo thép trắng thì mình khó kiếm nha, nó khó kiếm cực kỳ. Nó ngày trước thì nó nhiều, bây giờ ra hiếm khi gặp. Mã số 22. Đó, tiếp theo mã số 23. 23 là một cây tỉa dăm. Đó, cây tỉa dăm. Đó, 23. nha. Đó, cây này thì nó dài khoảng 18 hơn một tí xíu. Đó, 18 cm hơn một tí xíu ha. 230.000, 240. Mã số 23. 24. 24 dài 21 cm ha. Cây này thì tình trạng nó còn ok. Cây này theo đúng mình bán 250 mới đúng. Thôi mình lỡ báo giá 240. 220 thôi, để luôn anh em nào lấy ha. Cái này tình trạng nó mới tinh. Cái này dài ha. Đó. Mã số của nó là mã số 24 nha. 24 220. 25. 25. 25 đây là một cây kéo thép xanh, cây kéo con cá mà thép xanh nha. Đó, tôn tán đồng mà thôi nè. Thép cũng là vẫn là thép Heiyasugi ha, của Hitachi. Tới 16.5 nha. Tới 16.5 ốc đồng, có thể tháo rời luôn, dễ mà. Mấy cái dòng kéo mà tháo rời như thế này thì anh em biết là nó cũng khá là xịn sò ha. Rồi, cây này thì mã số 25 này nó dài khoảng 16.5 ha. Nó dài khoảng 16.5 cm. Đó, tình trạng của nó thì anh em nhìn thấy ha, còn rất là mới. Đó, những cái phần xước của nhà sản xuất vẫn còn nguyên. Đó, cây này tình trạng rất là ok, rất là mới nha. Mã số 25, 250.
26 320. Cây này thì nói chung là chết rồi đó, mộc xanh rõ ràng luôn ha, thép giấy xanh rõ ràng luôn nè. Bên đây cũng có mộc thép Yasugi Hitachi đó. Thì tổng chiều dài của cái này nó khoảng 18.5 cm. Cái này thì nó còn cái bao da nhưng mà kiếm lại hoài không thấy, thất lạc đâu đó. Đó. Rồi cây này thì mã số 26 ha. 26 320. Một cây kéo con cá thép chí xanh. 27, con này thép kháng rỉ này, thép trắng này. Đó, con này thép trắng nha. Đó, con này thì nó dài khoảng 16 cm. Đó, con này thép trắng. Thép trắng chứ mà thép giấy trắng của Hitachi nha. Nó thép trắng, thép kháng rỉ đó. Chúng là kéo thì mình mà mài hết cho anh em rồi. Mấy cái dòng kéo con cá này. Anh em nào cầm á, không biết là cái này để làm gì không biết đó. Mình đang tính mình làm một ít cái lò xo đó. Cái này mình lò xo mình đẩy giữa đây nè, để cho anh em xài bấm kéo ra kéo vô cho nó tiện. Thế là anh em chỉ cầm về thôi đó. Nó tự ổng nhả ra ha. Nó làm thêm cái móc ở đây nữa. Tại vì kéo con cá này không hiểu thiết kế tại sao nó không thiết kế thêm cái đó. Đó, mã số 27 250 ha, một cây kéo thép trắng, thép kháng rỉ ha, chữ mặt sau. Đó. 27, 28 ha. 28 thì cái này cho anh em cắt cáp, cắt nhôm đó của Fuya ha. Cái này dài khoảng 15.5. Đó, cái này bán giá 140 nha. Lưỡi không hở nha. Đó, lưỡi nó không hở. Cho anh em cắt cáp nhôm á, 140 của Fuya ha. Mã số 28 ha. 28 140. 29 cây này cũng xịn luôn. Cây này thì nói chung chắc của nghệ nhân nào đó thôi, tại vì họ khắc chữ thủ công lên trên đây rất là nhiều rồi. Đó. Nhìn thấy không, ốc là ốc rời luôn nha, ốc đồng mà ốc rời. Con này mài thì nó là giấy xanh đó nhưng mà nó không có chữ nữa. Thực ra là không phải là những cái cây kéo này thường á, là những cái cây kéo mà dòng thép thường á, thì mình cũng chắc chỉ bán cho anh em giá nó tầm khoảng rơi khoảng 100.000 trở lại, 120 trở lại thôi đó. Nhưng mà do là mình cũng rành hiểu một số loại thép cho nên thành thử ra là những cái kéo con cá như thế này chủ yếu là những cái cây mà mình xịn xịn thì mình sẽ tuyển lại cho anh em ha. Còn mình cũng ít lấy với cái dòng này lắm, tại vì vòng này nó quá phổ thông. 29 ha, 250 ha. Cây này nó hơi dài thì phải, nó khoảng 10, gần 19 cm. 29 250. 30 đây là một cái cây kéo bếp cho anh em, thép của lõi lưỡi là thép kháng rỉ nha, thép kháng rỉ đó. Cây này thì anh em xài nhà bếp rất là ok, lưỡi của nó dài. Cây kéo là nguyên cây kéo này dài khoảng 20.5 cm đó. Thép kháng rỉ ha. À, trên đây thì nó có thêm những cái lưỡi cắt như thế này để cho anh em cắt gà, cắt đồ đó, nó cứa ha, nó ngọt. Cắt hành vô tư. Đó, thép trắng rất là sạch sẽ ha. Stainless steel của Kai. Kai cut. Đó, cái hãng Kai này sản xuất dao rất nổi tiếng nha. Rồi, mã số 30 250. 30 ha. 250. Tiếp theo mình lên mã số 31. 31 đây là một cây kéo hai hình người của Đức. Đó. Cây kéo này thì nó cái mỏ nó hơi cong ha, tại vì nó gãy nên thật ra mình bo cái mỏ lại luôn. Đó, mình bo cái mỏ cho nó bằng lại luôn. Nhiều khi nó cũng lại đỡ nguy hiểm ấy. Đó, cây kéo này tình trạng rất là mới ha. Đó, tình trạng rất mới. Rồi mã số 31 250 ha. Cái này thì nó gãy mỏ xíu rồi. Tình trạng nó còn rất mới. Nó khoảng 19.7 cm. Rồi, mã số 31 250. Rồi tiếp theo mình lên mã số 32, mình lên cưa đi ha. Đây là một cây cưa của RS. Đó, cây cưa của RS Make in Japan. Cây này cho anh em chơi bonsai nha.
Đó, thì cái cây cưa này lưỡi của nó tầm khoảng nguyên cây nó dài khoảng 35 cm, trong đó phần lưỡi nó khoảng 15. Đó, cái này thì để cho anh em bỏ túi xài rất là ok. Đó, gấp lại luôn. Lưỡi cưa thì vẫn còn bén. Lưỡi cưa thì vẫn còn bén. Rồi mã số 32 nha. Đó, 32 160.000. 33 180. Cây này thì nó mới hơn, nó y chang như cây vừa rồi nhưng mà nó mới hơn. Lưỡi của nó tất cả mọi thứ mới hơn nha. Đó, của JMS luôn nè. Nó có logo JMS ở trên lưỡi luôn. Cũng của Made in Japan. Đó, cũng của Made in Japan ha. Đó, cây này thì mới hơn cây nãy xíu. Mã số 33 180 nha. 34 106. Cây này của ARS luôn. Của Made in Japan nè. Đó, lưỡi của nó thì cũng còn bén ha. Lưỡi này cũng còn bén luôn. Cái này lưỡi khoảng chiều dài lưỡi khoảng 18 cm. Đó, 18 cm. Đó, cây này thì mã số của nó là 34 nha. 34 160 nha. Theo mình lên mã số 35. 35 thì chắc hết bonsai rồi, bắt đầu từ lên cơ khí rồi đó. Lỡ lên lại luôn. 35. 35 đây là một cây mỏ lết ha, một cây mỏ lết còn rất mới của top. 31 cm tổng chiều dài. Cây này thì khá nặng ha. Đó, size của nó là 30 cm á, nhưng mà kéo tại vì do cái ngàm này mình kéo ra nè. Đó, cái ngàm này mình kéo ra. Đó. Đó. Ngàm của nó còn rất đẹp nha. Ngàm rất đẹp. Đó, một cây mỏ lết của top ha. Đó, nhìn đúng chất cơ khí luôn đó. Của Japan. Tốt. Rồi, cây này mã số 35 380 nha. 35 380 một cây mỏ lết tốt. 35 36 ha. Tiếp theo mình lên 36. Từ đây chắc lên búa trước đi. 36 đó là một cây búa tạ nha. Đó, thì cây này là 280.000, cây này là của hãng chữ Z này. Logo chữ Z này anh em thấy không? Đó, có 1.5 tức là 1.5 kg cái đầu búa này ha. Đầu búa thì hai đầu anh em nhìn thấy nó còn đẹp nguyên. Đó, hai đầu nó còn đẹp nguyên nè. Đó, anh em thấy không? Chốt tán còn ok. Cán còn đầy đủ. Đó, cây này thì mã số 36 280 nha. Cây này thì nên chuyển khoản bao ship luôn. 280 rồi thế. 280. Mã số số 36 rồi tới 37 nè. 37 207. Đó, cây này thì nhẹ hơn một tí xíu, cây này của OH 1.3. Đó, đầu 1.3 ha. Đầu của nó thì hai đầu họ có xài nhưng mà thực sự nó cũng còn đẹp. Đó, hai đầu cũng còn đẹp nha. Đó, 37 207 luôn. Đó, chốt nè. Cán còn ok, cán còn chắc chắn nha. Đó, cây này nặng 1.3, 1.3. Rồi, mã số 37 207. 38 ha. 38 đây là một cây bi đời cũ của top. Đó, thép đời cũ thì đương nhiên là nó xịn này ha. Đó, của top nè, hai đầu bú bi thì vẫn còn đẹp. Và cái mặt ở trên đây thì anh em nhìn thấy ha. Đó, nói chung là cái mặt này là cái mặt zin của búa đó. Nhưng mà họ có xài một vài lần thôi. Còn lại là ok. Đó, cây búa tình trạng ở đây. Đó. Size 1/2 nha. Đó, nó có khắc ở trên đây luôn. Cái này khoảng nặng khoảng 8 lạng nha. Nó nặng khoảng 8 lạng. Đó, mã số 38 250. 38 rồi tới 39 nha. 39 thì đây là một cái cây búa của Yamaguchi. Thì Yamaguchi thì nó sản xuất búa cho nội địa xài thôi chứ nó không có sản xuất búa để xuất khẩu. Đó, cho nên là cái chất lượng của nó thì cũng ok. Tổng nguyên cây là 39 cm. Đó, 39 cm nha. Đó, đầu của nó thì nó còn đây. Đó, nhổ đinh nè. Phần nhổ đinh ha. Phần chốt nêm nè. Chốt nêm mới làm bằng riêng cái thằng Yamaguchi á, là anh em để ý chốt nêm mới làm bằng chốt nêm chữ thập. Đó, chốt nêm chữ thập. Đó, Yamaguchi ha. Cán của nó cũng hoàn thiện, độ hoàn thiện rất là cao. Anh em nhìn thấy ha, hàng của Yamaguchi á, anh em để ý. Cán hoàn thiện rất là cao. Đó, logo. Rồi, cái này thì 250 nha.
Cây này nặng khoảng 520 gram, mấy cây này đóng đinh rất là ok. Đó, cái mấy cây này cả đóng đinh rất là ok. Đó. Mã số 39 ha. 39 250. 40. 40, 40 thì đây là một cái búa. Búa cũng là búa búa nhổ đinh. Đó, của Đốc Du Đầu Châu. Đó, đây là nhổ phần nhổ đinh này. Phần Đốc Du này. Cán cao su thì nó không bị rách nha. Cán cao su không bị rách. Cây này nặng khoảng 430 gram, 430 gram. Đó, mã số 40, 220 nha. Mã số 41. 41 đây này, cây này của KTC, cái dòng thép của KTC thì nói chung là từ thép kìm búa tất cả mọi thứ, nói chung là xài nó bền bỉ. KTC ha, Kyoto Tool, Kyoto Tool Company đó. Thì đây cái đầu nó đẹp nguyên này. Đó, mộc của KTC luôn này. Đó, bi thì còn đẹp nguyên. Đó, chỉ bị cái nước si của nó, phần cán thì nó hơi chóc nhẹ tí xíu thôi, cũng không ảnh hưởng nhiều. Còn phần cao su ở dưới thì còn đẹp nguyên. Đó, phần cao su ở dưới anh em nhìn thấy không? Còn ok ha. Đó, có chữ Japan ở dưới đây nữa nè. Đó, cái này làm cái đầu dây móc ở dưới đây ha. Rồi, mã số 40, 41, 250 nha. Cây này nặng đâu đó khoảng 700 gram nha, 700 gram. Đó, 250, mã số 41. Tiếp theo mình lên mã số 42. 42 thì chắc lên cắt cành cao, cắt cái hàng rào ha. Cái này vẫn 230 thôi. Cây này thì nó dài khoảng 63-65cm đó. Đó, này nói chung là anh em về xài thoải mái ha. Đó, nguyên cây ở đây. Đó. Rồi, anh em mua hàng mấy cái này thì anh em quá rành rồi. Hàng này nói chung là họ cũng xài nước thôi. 42 230 nha, cái này 230. 42 43 43 thì cái này nó cũng hao hao vậy đó, nhưng mà cây này thì chuẩn thủ công luôn. Đó, chữ nè. Đó, 250 ha. Đó, cắt cành thì mấy cái dòng này thì ok, nó chuyên tỉa hàng ra. Cái này thì 67 cm ha. Đó, cây này thì đây, chữ nè. Chữ sâu ha. Đó, 41 à 43, 250. 44. 44 đây là một cây kề mỏ quạ size lớn ha. Mình cũng chưa biết là của hãng này là của nước nào sản xuất, nhưng mà mình thấy chất thép của nó thì không hề bình thường đâu. Đó. Răng cỏ của nó thì còn đẹp nguyên. Đó, anh em thấy không? Của Dofei. Đó, anh em search mã này có thể ra ha. Đó, Chrome Palladium, cây này dài ha, cây này size lớn lắm. Size đại 40 cm. Nó dài khoảng 40 cm, 43 kéo ra 43 cm. Cây này cũng hơi nặng, 44 250 nha. Một cái kiểu mỏ quạ size lớn, 44. Rồi tiếp theo 45. 45 đây là một cái cây mỏ móc cho anh em, cây này có thể chặt nhẹ được nha. Anh em đi rừng đi vườn chặt nhẹ được. 49 48.5. Đó. Phần lưỡi ở trên đây nó tầm khoảng 15.5. Đó. Mã số 45 đi ha. 45 207. Thôi cái này vẫn 250 đi. Đó, 250 ha. Cái này thì chuẩn thủ công của Tosa. Nó trên đây nó còn những cái đường vân búa, vùng thép đen trên đây vẫn còn. Lưỡi bát hai bên nha, ngoài bén cho anh em rồi anh em về việc xài thôi. Đó, cái này thì nó dài khoảng 5 6 ly ha. Sống dài khoảng 5 6 ly cho nên anh em chặt nhẹ được. Đó. Rồi mã số 45 250. 46 thì mấy cái này. Mấy cái liềm ha, liềm còn mới nè, mình lấy luôn. Lại 60.000 ha. Liềm này còn mới cho anh em cắt cỏ, cắt đồ gì đó. Tem nhãn trên đây còn nữa. Chữ nè. Đó, 60.000 ha. Mã số 46. Best Steel. Cây này tổng chiều dài khoảng 35 cm. Đó, mã số 46, 60. 47. 47, 50 đi.
50.000 đó một cây liềm. Thì nói chung mấy cái này chưa xài mình mới lấy thôi ha, mình chưa xài, nó chưa xài mình mới lấy. Trên đây phần lưỡi cắt bằng, trên đây là phần lưỡi cắt liềm đó, thì mấy cái này chưa xài thì mình mới lấy thôi. Mã số 47 50. 48 đây là một cây dao chặt hai ba lớp thép, vát hai bên nha, nó vát hai mặt kiểu truyền thống của Việt Nam mình hay xài đấy. Thì cái cây này lưỡi của nó là 13 cm, 13.5, bản của nó tầm khoảng 7.5. mấy cây này thì anh em mua chặt xương giò xương heo rồi vô tư ha. Chặt cây thì nói chung không nói rồi, nhưng mà chặt xương giò xương heo là vô tư. Ba lớp thép ha, ở trên đây thì nó còn thể hiện nguyên cái vùng đây. Thì cây này cái cán của nó thì họ độ lại, họ chêm chế, họ chặt nó bị lỏng quá, họ chặt họ xài nhiều đó, họ xài nhiều cho nên là nó hơi bị lỏng cái cán cái xíu đó, chữ mà hai mặt nha đó. Cán hơi xấu xíu nhưng mà xài vẫn còn ok đó. Cây này thì mấy dòng này thì anh em chặt xương là vô tư rồi, nó nặng khoảng gần 800 gram đó. Đó, cây này thì mã số anh em nào mua thì mã số của nó là mã số 48 ha, 48 550 nha, 48 49 thì cây này chữ nhiều nè, cây này chữ nhiều và xài nhiều luôn, thép của nó thì nói chung là cũng ok nên họ xài nhiều đó, họ xài mà nó võng hơi võng xuống tí xíu nha, nhưng mà nói chung là thép xịn thì họ xài nhiều cho nên là nó chịu nổi thôi. Đó, nè chữ nè, con này thì lưỡi cũng 13.5 cm nha, bản của nó tầm khoảng 7 cm, chày khoảng 8 ly. Đó, con này thì bán giá 600 nha, mã số 49, nó khoảng 700 gram nha, 49 600. Mã số 50. Mã số 50. 50 thì cái cây này thép của nó cũng khá là xịn. Đó, thép nó cũng khá là xịn, nhưng mà đây là thép con này chắc khả năng nó làm thép giấy trắng đó, thép giấy trắng của Hitachi. Trên đây nó khắc hoa văn đấy ha. Đó, trên đây nó khắc hoa văn nữa. Cái dao này cái form nó còn rất là đẹp, nhưng mà cái cán của họ thì làm hơi bị xấu. Cái cán này chắc mình về mình làm lại thôi, với cái cán này dở lắm. Cán này khi nào mà ship anh em nào cái chắc cần thì kia mình bỏ cái cán này ra luôn cho nó gọn nha. Chữ mặt trước nè. Cây này thì dài khoảng 17 cm ha. Bản của nó khoảng 5.6 8 ly. Thủ công của Nhật. Đó, mã số 50-420 nha. Mã số 50-420, vát một bên 50 400 này. 400 thôi nha, mã số 50-400. 51 51 350. 51 350 ha. Đây là cái này thì anh em về kiếm một cái cây anh em thọt vô, tùy theo độ dài độ ngắn mà anh em xài thôi. Đó, thì cái cây này cái lưỡi của nó là 15.5 cm, bản của nó tầm khoảng 5.5 luôn, dài khoảng 6 ly. Đó, chữ mặt sau đây ha, của Tosa này. Đó, của Tosa ha. Đó, chữ rất đẹp, cây này form còn mới nguyên, cái này hàng ít xài. Đó, mã số 51 350. 52 cây này thế hơi độc nè. 52 cây này lưỡi khoảng 17, bản của nó khoảng 5, dày 7 ly. 52 đó, chữ nó nằm trên đây ha, chữ nằm hai chỗ nằm trên đây nè. Đó, cây này thì cái thế của nó anh em nhìn thấy ha, nó xéo cái mỏ xuống đó, cái mỏ nhọn thì anh em làm được nhiều việc. Và thường mấy cây mà chữ mặt sau thường mà nó khắc kiểu này thì thường mấy cây dao đó cũng khá là chất thép, nó khá là tốt ha, khá là tốt đó. Rồi cái này bán 430 nha, mã số 52. 53. 53 đây một cái lưỡi dao vát một mặt còn rất đẹp, nhưng mà cái cán của nó thì bị mục rồi, bị gãy rồi. 16.5 cm, 5.5, dài khoảng 6 ly. Đó, chữ rất nhiều. Đó, chữ Nhật rất nhiều ha. Đó, lưỡi vắt một bên, nhưng mà nói chung là cái này anh em về chịu làm cán lại cũng rất là đẹp, tại vì lưỡi cái form nó còn đẹp lắm. Đó, 53 308. 53 54. 54 cái này thì nói chung là hiếm này. Cái này không phải là hiếm mà nó rất ít gặp. 54 cái này lưỡi 24 cm nha.
Cái này thì nó không có cái cán nha, cái này bị hư cán này, cán nó cũng bị mục luôn này. Cây này thì anh em nhìn thấy chữ thì khắc thủ công ở trên đây của Tosa này. Đó, nữ thì vát một bên, còn form còn đẹp nguyên. Đó, và thép của nó là thép giấy trắng nha. Đó, thép giấy trắng, nói chung là nó dập cái mộc này lên thì anh em biết là cái chất thép của nó khá là xịn. Đó, thép giấy trắng, lưỡi 24, nói chung là dao rừng của Nhật mà kiếm cây nào lưỡi thép 24 thì bắt đầu trở lên, bắt đầu là cái độ khó, bắt đầu nó cao. Không gặp được nhiều đâu anh em. Đó, này anh em về vô cán tự làm con dao nha, rất là dài. Đó, thép xịn hẳn hoi ha. Đó, mã số 54, 6,5 ha. Bản của nó tầm khoảng... cái này là bản zin luôn đó chứ nó không phải là bị mòn gì hết trơn nha. Nó khoảng 4/4, 5 ly. Anh em để ý ha, trên cái sống lưng, trên cái sống lưng của nó dấu búa quá trời nhiều luôn. Đó, dấu búa quá trời nhiều luôn. Đó, 54, 6,5. 55. 55 500, đây là một cái liềm thép giấy xanh. Đó, nó có mộc hẳn hoi này. Cái này chuẩn thủ công ha, vân búa rất là nhiều trên bề mặt. Đó, cái này thì bề ngang nó khoảng 18, lưỡi nó 18 cm ha. Lưỡi nó vát hai bên luôn. Đó, nói chung cái này 500 là mình thấy nó cũng mềm, giá rất là mềm. Tại vì anh em nào sưu tầm mà thép giấy xanh mà kiếm lưỡi này 500 rất là khó. Thôi mình bán cho anh em luôn ha. Anh em chốt nhanh cho mình mã số này luôn đi. 55. 55 500, một cái liềm thép giấy xanh. 56 ha. Thôi 56 đây. 56, đây là một cái con dao chặt. Con dao này thì anh em nhà anh em mà chặt chuối, chặt đồ gì đó thì rất là ok, cây này còn mới tinh. Cây này thép giấy xanh luôn. Đó, có một thép giấy xanh luôn nè. Đó, của Tosa nha. Cây này tình trạng cái form của nó còn rất đẹp. Mới tinh. Đó, cây này thì cái mẻ nó hơi mẻ tí xíu ở trên đây nhưng mà thôi mình để luôn. Tại vì nếu mình mài đi nhiều khi nó mất thép của cái cây này đi, nó không có. Tại vì mình chặt nó nhiều khi mình chỉ chặt cái vùng đó, từ đây tới đây thôi. Và cái chỗ này nhiều khi nó mẻ nhỏ quá thôi mình không sửa luôn. Và cái độ bén zin của nó mình nhiều mình để y như luôn ha. Tại vì cái thép của nó, cái bản chất thép của nó thì nó cũng phải có độ răng cưa, thì mình chặt nó nhiều khi nó sẽ ăn nó sẽ sâu hơn ha. Cây này bán 980.000, mã số 56. Tổng chiều dài khoảng 42 cm, phần lưỡi chặt khoảng 12.5. cây này anh em chặt á, nó rất là được cái thế chặt của cái cây này rất là dễ vô nha. Đó, anh em nhìn thấy không, nó quặp xuống này. 980.000, mã số 56. 57. 57, cây này của Tosa chuẩn thủ công luôn. Đó, trên đây lớp ram thép vẫn còn nguyên đen. Đó, tình trạng cái này cũng còn mới ha. Rồi, cái này bề ngang của lưỡi nó khoảng 15.5, bề dày thì cái này dày ha, nó khoảng 6 gần 7 ly. Cái này thì anh em phục vụ cho anh em xài á, anh em dịch cành, chặt cành trên cao cũng có thể được ha. Đó, anh em dịch sóc nhẹ, sóc dọc ấy, cũng cái chiều dọc của cây ấy, cũng được ha. Đó, Tosa nè. Rồi cái này 250 nha, mã số 57. 58. 58 nó nguy trang cây này luôn. Nó đi về chung một cặp luôn ha. Đó, thì cây này thì nó bề mặt nó xử lý láng hơn tí xíu, đó, y chang luôn, cũng của Tosa, ba lớp thép luôn này. Đó, ba lớp thép thủ công của Nhật luôn, nó cũng bằng nhau hết ha. Đó, hai cây bằng nhau hết. Đó, 58, 250 luôn. 59, cây này thì anh em thích chơi sưu tầm thì ok, là hàng của Mỹ luôn nha. Cây này thì trước giờ chưa thấy luôn, đi bãi chưa thấy. 29 cm ha, tổng chiều dài. Yeah, của Wish USA ha. Grassmaster, tức là cái cây này chuyên hái cỏ, cắt cỏ của Mỹ. Đó, khóa chốt này lại. Đó, của Wish USA ha. Thì tổng chiều dài của cái cây này nó khoảng đó, hồi nãy mình đo 28 cm ha. Đó, mã số của nó là mã số 59 ha. 59, 500 Wish Mỹ. 59 rồi. 60. 60, đây là một cây cây kềm tự động, cây kềm mỏ quạ tự động của Mỹ, của đó, Made in USA này. Anh thấy không?
Như vậy thì cái bề mặt của nó thực ra là nó hơi rỗ, hơi xấu một tí xíu, nhưng mà về nói chung là về cái chức năng hoạt động của nó còn rất là ok. Tổng chiều dài nó khoảng 23,5 cm. Đó, một cây kiềm mỏ quẹt tự động của Mỹ nha. Đó. Trên đây nó làm bằng những cái lá thép mà chịu lực cao, nó ghép lại với nhau ha để nó tăng tính đàn hồi. Đó, của Roto của Mỹ nè, Made in USA ha. Rồi mã số 60 407, 61 190.000, đó là một cây bấm cốt của Mevo. Cây này tổng chiều dài khoảng 26,5. 61. Đó, nhìn cái cán của nó thì nó hơi mòn. Cái cán cái vỏ nó hơi mòn tí xíu, nhưng mà về chức năng bấm cốt của nó thì ok, cho nên nó bấm cốt 8 nè, 5,5, 1,25, 2 chấm. Đó, cây này của hàng của Mevo ha. Mevo thì nói chung là hàng nó cũng khá là ok rồi. Ha, bấm cốt này, bấm mạnh vô cái nó bung ra. Đấy. 61 190. 62. 62 cắt tôm còn mới tinh. Tổng chiều dài khoảng gần 27 cm. 62 ha. Đó, cái này 250 ha. Hàng còn mới tinh luôn đó. Cái này cắt giấy là vô tư, cắt giấy còn được ha. Lưỡi của nó lưỡi zin cắt giấy được. Đó, 62 250 ha. 63, 63 lên cây này luôn của Mevo. Của Lobster, cái này thì nói chung là của Lobster với Mevo. Cây này còn mới mới tinh luôn đó nha. Cây này nó dài khoảng 27 cm ha. Hàng này hàng mới luôn. Đó anh em nhìn thấy không? Trên đây thì là Mevo, dưới đây thì là Lobster, không biết hàng này nó liên danh với nhau hay gì. Nhưng mà Lobster và Mevo thì hai cái hàng này thì nói chung là cái tiêu chuẩn chất lượng của nó rất là cao ha. Đó. Nước xi mạ bên ngoài cũng rất sạch, rất rất sáng luôn ha, rất sáng. Đó. Ở trên đây thì đó bấm cốt này. 8 này. 8 5.5 2 1.25. Đó. Đó. Rồi, mã số này là mã số 63. 63 nha. 307. Đó, 63, một cây bấm cốt còn mới tinh. 64. 64 là mấy cái này màu quạ ha. 64. 180.000. Thì cây này nó dài khoảng 25 cm. Đó, một cây này của Lobster con tôm ha. Thì cái này giá là 180.000, ngàm của nó thì mình bao đẹp luôn. Đó, nhìn cái nước xi ngoài thì nó hơi hơi, hơi chóc nhẹ, nó lấm tấm thì tí xíu thôi. Nhưng mà còn răng cổ của nó thì ok hết, vỏ cao su cũng còn đẹp luôn. Đó. Rồi cái này 180.000, mã số 64 nha, hàng của Lobster, 25 cm. Mã số 65. 65 thì cái cây này á. Cây này của Top nha, Top Japan. Đó, thì tình trạng cái cây này bên ngoài của nó thì nó có thêm mấy chức năng bên ngoài dưới đây là vít. Rồi chức năng gì dưới đây nè. Đó. Cái này thì cái miệng của nó thì nó có thêm nó bọc á. Nó bọc thêm cái miếng nhựa ở đây để cho anh em kẹp mấy cái chi tiết tròn, nó không có bị xước. Đó, nó kẹp ha. Đó. Còn răng của nó thì cái vùng này thì ok đẹp. Còn trong đây thì nó bọc nhựa. Đó, để cho anh em kẹp cái gì đó mà nó không để lại chi tiết, nó không để dấu lại. Đó. Của Top ha. Đó. Cái này bán 200, mã số 65 ha. Còn rất đẹp. Đó. Cái này dài 25 cm ha. Đó, 65. 200. 66. Cây này là dài 22 cm. Cây này bán 208 nha. Cây này là hàng của Đức Mỹ, của Mỹ ha. Đó, Made in USA nè. Ông già leo cột điện Kennington. Đó, cái cây này thì nó bị mẻ nè. Anh nhìn thấy không? Nó bị mẻ. Đó, nó bị mẻ hột lỗ ở đây. Thì bên bể nó hay cắt cái dụng mà nó cắt điện sống á, cho nên là cái lưỡi của nó hơi bị bể, nó bị bể, nó bị cháy lưỡi chứ không phải nó bị mẻ. Cái mấy cái dòng này anh em cắt bình thường thì không bao giờ mẻ được nó, rất là khó. Răng của nó thì đẹp nguyên. Đó, răng đẹp nguyên. Đó. Chữ hai mặt có hết ha.
hàng của Ken Linton. Nói chung là mấy anh em chơi đồ Mỹ thì mấy cái dòng này không xa lạ gì đâu. Đó. 66 nha, 208. 66 208 nha. 67 nè. Cái này của KTC, nói chung là kiềm của ATC thì rất là khó kiếm. Riêng về đồ công cụ của Nhật, đồ dụng cụ của Nhật thì nói chung KTC thì nó cũng thuộc hàng tốt ha, rất là xịn. Lưỡi theo lưỡi cắt của nó thì không hở sáng nè, lưỡi cắt không hở sáng nha. Đó, răng của nó nè. Đó, răng bên đây ha. Cây này thì của KTC, có dấu rít nội địa hẳn hoi ha. Cán của nó thì anh em nhìn ha, vỏ đẹp nguyên này. Tổng chiều dài nó khoảng 21 cm. Đó, mã số 67, 270.000. Đó, một cây cắt dây điện của KTC. Nói chung là mấy cái dòng này của KTC thì xài khá là bền. 67, 68 ha. 68, 300. Cái này Fuya bấm cốt, rất nhiều chức năng. Cái này 250 ha. Tại vì nó hơi lưỡi, nó hơi xấu chứ. Cái lưỡi của nó thì cái phần ở trong nó hơi hở nhẹ tí xíu thôi, còn lại là ok. Đó, cây này có chức năng là kẹp ở đây, rồi bấm cốt, đó, cắt, kẹp. Đó, mấy cái dòng này bên đây thì nó hình này cho mình dễ kẹp những cái ốc hoặc cái gì đấy ha. Đó, lưỡi cắt của nó thì cái phần bên ngoài cái lưỡi nó dài mà, nó chỉ bị hở tí xíu bên trong thôi, còn lại bên ngoài là ok hết. Răng đó nè. Đó, răng mà đẹp nguyên nha, mấy dòng kìm này, dòng kìm xịn của Fuya đó. Họ Japan ha. Cái này này dài 22.5. Đó. 68 nha. 68 250. Thôi, nhanh nhanh đi. 69. 69 mình lên một cây cắt tôn của Mitsubishi. Cái này khá đẹp. Cái này nói chung là đẹp leng keng luôn á. 25 cm. Đó. Lưỡi cắt bao đẹp luôn. Nước xi mà cũng còn đẹp. Đó, mấy dòng kìm này thì anh em không xa lạ gì đâu. Đó, 350 ha. Cây này tại vì nó mới quá chứ không bình thường mình bán chỉ tầm khoảng 250 thôi. 69, 350. Nhớ nha, tại mấy cái dòng này nó mới quá cho nên mình bán giá khác. Còn mấy cây mà nó cũ quá mình bán giá nó có mềm. 370. Một cây mã số 70 ha. 370.000, đó là một cây cái kìm chết. Cây này dài khoảng 20 cm. Đó, răng của nó đây. Răng của nó cũng còn đẹp ha. Cây này thì cái thuộc đời cũ cho nên là nó xài cái thép của nó, cái màu thép nó giống như màu chì á. Đó, ở trên đây nó có chữ nè. Cái màu thép nó như màu chì á, nhưng mà xài mấy dòng này rất là bền. Mã số 70, 370 ha, cầm cũng rất là đầm tay. Đó. Rồi, 70, 370. Mấy cây này hay nè. Mấy cây này cái kiểu của nó là tự động. Thí dụ như giờ anh em kéo nó ra đây. Đó. Thí dụ như anh em muốn kẹp vô cái chi tiết gì đây, kẹp vô cái miệng kìm này đi ha. Đó, anh em đẩy cái tay này lên nè. Đẩy vô thế này ha. Cái rồi mấy anh em mới bấm. Đó, bấm nó vô. Bấm nó thì nó sẽ giữ cố định lại cái vị trí đó luôn nha. Đó, cây này rất là hay mà cái khó kiếm nữa. Đó, cây này 6,5 ha. 23, cây này chắc thuộc đời kìm cổ đó nha. Ở trên đây nó còn thêm một cái chức năng chốt ở đây mà mình chưa có chưa kiểm tra kỹ nè. Nói chung là cái miệng của nó thì đẹp, ngàm đẹp nguyên nè. Đó, ngàm đẹp nguyên luôn. Cái này mấy anh em mà sưu tầm hết 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 bài ha. Đó, chữ Japan trên đây nè. 6,5 mã số 71 ha. 72. 72 300. Cái này của tốt ha. Cái này dài 21 cm. Đó, cái này có chức năng cắt ở đây nè, cắt kẹp. Cái này thì mình phải vô chút dầu đây nó để cho nó dễ bung ngàm. Nó răng ở đây ha. Cái này thì dài khoảng 21 cm. Cái này thì ở trên đầu nó dính hơi dính một tí xíu cái mũi hàn đó, cái chấm hàn ở trên đầu ha. Đó, chứ còn lại là ok đấy. Mã số 72 300.
73 73 206, đó là một cây cây kềm chết luôn, dài 18 cm ha. Đó, cây này thì có chữ Japan ở dưới đây nè, ngàm của nó thì ở đây đẹp. Mấy cây này thì chắc không mô tả nhiều đó, anh em chơi đồ Nhật thì biết rồi ha. 2673 74 74, cái này của Mỹ này, vai rip đầu đuôi 005, tức là những cái đuôi này sản xuất tại dòng này sản xuất tại trực tiếp bên Mỹ. Hai cái đầu nó bọc đồng á, hai cái đầu này nó kẹp đồng thêm ha, để cho mà khi mà hàn á thì nó tăng cái tính năng, nó hàn nó cháy đẹp hơn. Đó, ngàm của nó đây, răng đẹp ha. Đó, vai rip, hàng này nói chung là xài mấy anh em đã xài kiểu Mỹ rồi. Mấy cái dòng này thì nói chung là không mô tả nhiều. Đó, đuôi 005 là sản xuất tại trực tiếp tại Mỹ luôn nha, cho nên là chất lượng nó khá cao. 22.5 cm. Đó, cây này mã số 74 608, 74 75 400. Đó, đây là một cây kềm chết của Aigo Japan, cây này khoảng 23.5 cm. Đó, cây này tình trạng của nó thì anh em thấy nó cũng còn tương đối đẹp. Đó, 400 ha, mã số 75, Aigo Japan. Thôi, hôm nay mình lên 75 mã thôi. Thì nói chung là mấy cái mã số cuối cùng á mình cũng mệt quá, đuối quá. Thì đây là anh em là nếu mà có cần thêm thông tin thì cứ điện thoại ha, điện thoại cho nó hỏi thông tin cho rõ ràng. Đây, hôm nay thì mình còn thêm cái giỏ này nữa nè, đây anh em có lấy thì lấy luôn nha. Đó, cái giỏ này nè, trên đây nó còn ít đồ nữa, bỏ ở đây rồi anh em lấy luôn là tiêu mình. Đó, một cái giỏ của Marvel ha, cái giỏ chuyên cho anh em làm điện đấy. Đó, anh thấy không, cái đáy của nó bằng nhựa rất là dày. Mấy mặt bên của nó nè, của Marvel ha, thì mặt bên của nó là những cái túi này để cho anh em để đồ rất là ok. Đó, còn bên trong của nó này, bên trong của nó, đó, mặt bên đây thì nó có thêm nguyên cái khay để đựng riêng nữa nè, còn trên đây thì anh em đựng kìm nè, đựng kìm nè, rồi đựng mấy cái này nè. Đó, thấy không, đó, rất là ok ha. Đó, đựng mấy cái này. Đó, rồi đựng kìm cắt vân vân, nói chung là rất nhiều thứ. Cái giỏ này nó làm bằng cái chất liệu vải, vải khá là dày ha. Và tình trạng của nó thì anh em nhìn thấy mặt bên nữa rồi, nó còn rất là đẹp. Đó, cái này thì anh em đi làm đồ, đi làm thợ đó, mấy anh em thợ đi làm đó, xách cái này đi ha. Cái này khá là dày á, cái này nó cao khoảng 27 cm ha, đế của nó bằng nhựa, mà nhựa mà nó có làm thêm hai cái rãnh thoát nước á, nếu mà đồ đạc anh em mà có bị ướt hay gì đó là nó sẽ tự động nó chảy xuống ha. Đó, thì anh em là muốn lấy cái này thì ở cho mình báo giá cho ha, tầm 1,5 á ha. Rồi, hôm nay clip này tới đây của mình xin hết nha. Anh em nào mua hàng vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin, số điện thoại cũng để trên tựa đề clip. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.